Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tập An. Hiện tại Ngọc Tập An đang có mặt tại nhà chị Thủy để bàn giao cho chị một chiếc ghế Furikyo. Thì hôm trước chị có điện cho bên Ngọc Tập An là mong muốn của chị là đang tìm một chiếc ghế để hai vợ chồng dùng trong những cái lúc mà đi làm nghỉ ngơi. Công việc của chị thì lại là giáo viên nên là cũng tương đối là phải đứng nhiều, thì nó sinh ra cái bệnh đau lưng. Thì cũng là xem video và như sự chia sẻ của Ngọc Japan thì chị đã lựa chọn mua một chiếc ghế Furikyo bản SKS 2650. Thì đây là Ngọc Japan đang có mặt tại nhà anh chị và anh em nhân viên đang chuẩn bị khiêng ghế xuống để bàn giao cho anh chị. Đây là khuôn viên nhà anh chị rất chia đẹp, trước cửa có ao chuông rất là đẹp, kỳ quan nhà đẹp, xe đẹp rồi, đúng là còn mỗi thiếu mỗi chiếc ghế massage nữa thôi. Thì đây là cái điểm mà Ngọc Japan sẽ kê chiếc ghế vào cho anh chị để có thể vừa xem phim cũng như là vừa trải nghiệm chiếc ghế luôn. Nói nhà anh rất là rộng, đây các bạn có thể thấy này, đây là phòng khách này. Đấy, thì chiếc ghế sẽ được kê cái chỗ mà bên Ngọc Japan đã trải cái thảm kia. Thì trong quá trình bàn giao cho khách hàng thì bao giờ Ngọc Japan cũng sẽ rất là chu đáo và cẩn thận kê cho khách hàng từ những chiếc thảm. Đó là cái sự cố gắng mà Ngọc Japan đã luôn nỗ lực trong thời gian qua. Và đây là cái video mà Ngọc Japan đang cho anh em nhân viên hướng dẫn cho anh một cách chi tiết nhất về cách sử dụng chiếc ghế massage Furikyo SKS 2650 này. Mong anh và gia đình luôn luôn có sức khỏe. Cảm ơn anh đã lựa chọn Ngọc Japan. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe. Còn nguyên nhân bên tay trái này sẽ là nhỏ đi, như là con nào sẽ đấm yếu đi, nhẹ đi. Thì người nào thích đấm nhẹ sẽ là giảm đi, còn người nào thích đấm mạnh sẽ là tăng lên. Còn khi mà anh vào bài đầu tiên ấy, thì ghế nó sẽ ở mức trung bình, nên nó định nghĩa mức trung bình nghĩa là khi nào mà ai cần mạnh thì mạnh mạnh, còn ai cần nhẹ thì cần nhẹ. Còn nếu mà ai ở mức trung bình thì không phải gì nữa. Đó. Và cái lúc này, cái lúc mà đồ dụng đen này sẽ là chuẩn bị độ có mạnh không khí ở các vùng. Đây thì anh em đã cài đặt sẵn rồi, các vùng nó đều là quan hết, là như là thế không dài nên không cần điều chỉnh nữa. Không có bàn à? Dạ bàn không có bàn gì anh? Bàn chân thì nó sẽ bóp chân cho anh, nó sẽ bóp từng vùng một. Cái bài tự động thì nó sẽ bóp từng vùng một, nó bóp thứ tự cho anh nhé. Bóp từ bắt đầu và từ bàn chân này lên cái cẳng chân này, đó, xong rồi lên đùi anh, xong lên mông, lên tay, đó. Đây, trên màn hình như anh nhé, anh nhìn cái chân đen này, nó đang nháy ở đâu thì là không khi em bóp ở đấy, anh có sẽ có cảm nhận đúng không? Bắt đầu rồi vào bài. Nó đang vào bài này, nó đang đánh. Đấy, con đang nó đang đánh ở đâu phần cổ sống cổ anh này, anh nhìn chân đen trên cái cổ sống nào, con đang đánh ở cổ sống cổ anh, còn tí nữa đang có